Tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Hân hỷ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022 ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này thì Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị khỏe mạnh, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công. Làm công việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng mong muốn rằng con cái của mình sẽ tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng điều đó với nhiều người dường như lại là những mong muốn xa vời. Bởi vì trên thực tế thì có những gia đình hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng gánh vác rất nhiều trách nhiệm ở trên vai của mình. Cũng có người thì kinh tế của họ dư giả nhưng lại không được trọn vẹn hạnh phúc về mặt tinh thần. Thiết nghĩ đó cũng chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh. Đúng không thưa quý vị? Bởi vì rõ ràng rằng ông trời hoàn toàn không lấy mất của ai tất cả nhưng cũng không cho ai quá đủ đầy. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch ngày hôm nay thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát, cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị về tử vi của những gia chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch này thì công danh, sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban lộc, ban phát tài lộc hay không? Và đặc biệt đó là trên con đường công danh sự nghiệp, trong tháng 4 âm lịch này sẽ có gặp phải những khó khăn, trắc trở như thế nào? Sức khỏe, tình duyên có những chuyển biến ra sao trong tháng 4 này? Thì có thể nắm rõ hơn, quý vị đừng ngại ngần, hãy nán lại và xem hết video của chúng tôi ngay sau đây. Xin mời tất cả quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh Kim Bạch Kim, là những người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình ấm êm và yên vui. Họ cũng chính là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần có tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính do dự và không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể nào thao túng được. Những người tuổi Nhâm Dần hiểu rất rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc ở nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho những người thân. Trong tháng này, phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn trắc trở, đời sống tình cảm cũng có nhiều sóng gió. Những phương diện mà bạn cần phải lưu tâm cũng nhiều hơn, đặc biệt là bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác. Tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, gia chủ cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình. Đừng làm mọi việc theo ý mình, cũng đừng cố bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng dễ gây tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm cho ảnh hưởng đến thể chất, sức khỏe và tinh thần của bạn. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các quý gia chủ tuổi Nhâm Dần, và nếu có cơ hội thì nên nắm bắt thì tài lộc sẽ được, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi công việc tháng Ất Tỵ cho quý gia chủ tuổi Nhâm Dần, sự cố gắng không ngừng nghỉ ắt mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Gia chủ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên và đồng thời cũng có uy tín với những người nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này cũng gặp phải không ít khó khăn rắc rối trong công việc. Khuyên bạn hãy thử nghe theo lời khuyên của những người trẻ tuổi hơn, biết đâu bạn sẽ tìm được một hướng đi mới trong giải quyết công việc của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi
khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng Ất Tỵ năm 2022, về mặt tài chính của con giáp này không có nhiều biến động, mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo cũng khiến bạn đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng hơn. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Người làm kinh tế có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích đáng tự hào, nên có nhiều cơ hội được thưởng nóng, tăng lương. Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng giúp cho bản mệnh tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong suốt những năm tháng vừa qua. Bạn có thể tận hưởng một cuộc sống dư giả và thậm chí là giúp đỡ được mọi người xung quanh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong thời gian này không được lạc quan cho lắm. Vì tuổi tác đã khá nhiều, không nên làm những việc quá sức, dễ gây những tổn thương không đáng có cho cơ thể cũng như là căng thẳng thần kinh, đau mỏi xương khớp. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc và không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ tập luyện các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng hơn. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 4 âm lịch cho quý gia chủ Nhâm Dần, trên phương diện tình cảm gia đạo cho thấy, nhờ cách cư xử khéo léo và chuẩn mực mà gia chủ ngoại giao tốt, không làm mất lòng ai và thậm chí còn được ấn tượng sâu sắc cho những người đối diện. Tuy nhiên, nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để bản thân cuốn theo những thú vui nhất thời, sinh ra những tác động tiêu cực. Trong gia đình, đa số các cặp vợ chồng biết quan tâm, chăm sóc và bao dung cho nhau. Hai người đã quá hiểu nhau nên không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn có thể làm mới tình cảm của mình khiến cho cuộc sống trở nên thi vị và thú vị hơn. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Tỵ, lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ đến số hotline lúc này đang hiển thị trên màn hình để có thể được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy gia cát về tử vi của quý vị tuổi Nhâm Dần 1962 trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Nhâm Dần, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.